Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 27 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì bản thân Trường Sinh thì rất là ngại gặp Ngây Thần Y. Cũng không phải là ghét, chỉ là sợ thôi. Bởi vì cô nàng này rất là bạo gan, không chỉ ra tay đánh người mà còn cắn người nữa. Chạy thì chắc chắn là không thể chạy được rồi. Chạy được mồng 1 thì cũng không chạy được ngày rằm. Hiện tại Ngây Thần Y và những người khác còn cách quán trọ Bảo Thanh khoảng 2-3 dặm. Tìm lên lầu cũng mất một lúc. Trước đó hắn phải nghĩ cách đối mặt với cả Ngây Thần Y, tức là phải dùng thái độ gì để mà đối xử với nàng bây giờ. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nghĩ ra được cái gì. Ngây Thần Y đã chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó rồi. Hắn không thể giả vờ ngốc nghếch được nữa, và cũng không cách nào khác, đi một bước tính một bước vậy. Không lâu sau thì Ngây Thần Y tìm đến. Mấy người hầu thì không lên lầu cùng nàng, là chủ quán Lý Tông Nguyên đích thân dẫn nàng lên. Gõ cửa, mở cửa. Ngây Thần Y sau khi vào cửa liền quay người nói với cả Lý Tông Nguyên một câu đa tạ, rồi thuận tay đóng cửa lại, không hề lo lắng Lý Tông Nguyên sẽ nghĩ nhiều. Ngây Thần Y quay người cười với cả Trường Sinh. Sao huynh đến sớm vậy? Ta đã đợi huynh mấy ngày nay rồi đó. Trên đường ta gặp một chút chuyện, bị trì hoãn thôi. Trường Sinh cười có chút lúng túng. Huynh mau thu dọn một chút đi, sau đó ta dẫn huynh đi gặp cha của ta, Ngây Thần Y nói. Sao cơ? Trường Sinh kinh ngạc nhíu mày lại. Gặp lệnh tôn làm gì chứ? Ngây Thần Y cũng rất là thẳng thắn nói. Ta đã nói với cha ta rồi, là ta đã có người mình thích, ông ấy muốn gặp huynh. Thấy tình hình lúc này sắp không thể cứu vãn được nữa, Trường Sinh cũng không quan tâm đến cảm nhận của Ngây Thần Y nữa. Nhưng mà sao muội không hỏi ta xem là có thích muội hay không chứ? Ngây Thần Y cũng không tức giận, kéo ghế gỗ ngồi xuống. Huynh còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện đời, lớn thêm vài tuổi huynh sẽ hiểu thôi. Hơn nữa huynh có thích ta hay không chẳng quan trọng, quan trọng là ta thích huynh là được. Nhưng mà như vậy thì muội cũng không thể ép buộc ta được, Trường Sinh nhíu mày liếc xéo. Không biết là vì đã về nhà hay là vì rời khỏi Long Hồ Sơn không còn kiêng dè gì nữa, mà Ngây Thần Y bạo gan hơn nhiều. Ép buộc huynh sao? Ta nào có ép buộc huynh chứ. Nếu ta cưỡng ép huynh, đó mới gọi là ép buộc huynh đó. Muội là đang uy hiếp ta sao? Trường Sinh đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Đâu có đâu có, dù sao ta cũng đã nói với cả cha ta rồi, huynh không thể tránh mặt được đâu, Ngây Thần Y thúc giục. Được rồi, mau thu dọn một chút đi, đi sớm một chút, đồ đạc cũng mang đi, sau này huynh sẽ sống ở phủ. Trường Sinh bị ép buộc nên bất đắc dĩ, chỉ có thể từ chối trực tiếp. Ta không đi. Sao cơ? Thật sự không đi sao? Ngây Thần Y nhướng mày hỏi lại. Trường Sinh cũng đã từng chứng kiến thủ đoạn của Ngây Thần Y, sợ nàng ta làm ra cái chuyện quá đáng hơn, liền vội vàng giải thích. Thực ra ta cũng không giấu giếm muội, ta đã gây lên rắc rối lớn rồi. Trên đường đến đây có mấy người giang hồ vu khống ta ăn trộm đồ của họ, ta đã ra tay rồi, không lâu nữa quan phủ sẽ đến tìm ta thôi. Vậy á? Vậy thì càng phải đi nhanh hơn đó, Ngây Thần Y nói. Đến phủ ngây là an toàn rồi, cha ta ở Trường An vẫn có chút danh tiếng, quan phủ tuyệt đối không dám đến phủ bắt người đâu. Thôi, ta không thể gây thêm phiền phức cho các người được nữa, Trường Sinh lắc đầu mà nói. Bây giờ ta chắc chắn sẽ không đi với muội đâu. Ta đã đi đường xa rất là mệt mỏi, muội cho ta nghỉ ngơi vài ngày,
đợi hồi phục tinh thần rồi ta sẽ theo muội đi gặp Lệnh Tôn sau. Không được, huynh sẽ nuốt lời thôi. Ngây Thần Y đứng dậy, đi, đi ngay bây giờ. Thấy Ngây Thần Y lại muốn động thủ, Trường Sinh nhanh trí nói, thôi được rồi, đi thì đi, là muội ép ta đó, ta đến phủ sẽ nói lung ta lung tung, để lúc đó làm Lệnh Tôn không vui thì muội cũng đừng trách ta đó. Lời này của Trường Sinh rất là có tác dụng. Ngây Thần Y nhíu mày nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Tuy rằng có vẻ đã ngăn cản được Ngây Thần Y, nhưng mà Trường Sinh cũng cảm thấy hối hận lắm. Đáng ra không nên nói ra những lời này. Đã nói ra rồi thì không thể làm không làm như vậy được. Cách làm đúng đáng ra là phải đi theo Ngây Thần Y đến phủ Ngây, sau đó nói lung ta lung tung với cả cha của nàng là Ngây Trác, để Ngây Trác cảm thấy hắn không đáng tin cậy, để Ngây Trác ngăn cản nàng. Nhưng giờ đã nói rồi thì không thể không làm như vậy được. Để vượt qua tình cảnh khó khăn trước mắt, hắn đã bỏ lãng phí một cách hay rồi. Lại nói thì Ngây Thần Y dù sao cũng lớn tuổi hơn Trường Sinh, thì hắn thật sự nổi giận cũng không ép buộc hắn nữa. Thôi được rồi, nghe theo lời huynh vậy, hôm nay không đi nữa, huynh nghỉ ngơi trước đi. Ta cũng đã lâu rồi không về Trường An, lát nữa ta sẽ dẫn huynh ra ngoài dạo chơi. Trường Sinh biết là cũng không thể đuổi Ni Thần Y đi được nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Được. Trường Sinh thì chưa từng ở quán trọ tốt như vậy. Ngoài phòng ngủ còn có phòng khách và nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh không chỉ có bồn cầu, còn có bồn tắm và chậu rửa mặt. Thấy Trường Sinh có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó, Ni Thần Y đoàn hắn đang tìm nước, liền bước qua kéo sợi dây ở bên phải nhà vệ sinh. Đầu kia của sợi dây này thòng xuống dưới, ở cuối có một cái chuông nhỏ đó. Nếu huynh cần nước thì kéo sợi dây này, nếu muốn thay bồn cầu thì kéo sợi dây bên trái ấy. Trường Sinh thì chưa từng thấy cách bố trí khéo léo như vậy bao giờ, cảm thấy rất là mới lạ. Nhưng Ni Thần Y thì đã quen với cả những thứ này rồi. Cô nàng ta tùy ý đi lại trong phòng, thỉnh thoảng còn cầm đồ trang trí và đồ vật trong phòng lên nhìn một cái, sau đó đặt xuống, trong ánh mắt có chút chê bai lắm. Không lâu sau thì người phục vụ quả nhiên mang nước ấm đến. Không phải một mà là mười mấy người, mỗi người cầm hai thùng gỗ bốc hơi nóng. Sau khi vào phòng trực tiếp đổ đầy chậu rửa mặt và bồn tắm. Lúc này thì Trường Sinh cảm thấy mình giống như là một tên nhà quê vậy. Hắn chưa từng nghĩ một quán trọ lại có nhiều người phục vụ như thế. Đợi cho những người phục vụ cung kính rời đi, Trường Sinh mới hỏi Ni Thần Y, này, chỗ ở như thế này một ngày cần bao nhiêu tiền đồng vậy? Là 5.000 đồng, chắc là đủ đó. Ni Thần Y thuận miệng mà nói. Cái gì? Là 5 lượng bạc sao? Trường Sinh kinh ngạc trợn mắt. 5 lượng bạc có thể mua một con ngựa rồi còn gì? Ni Thần Y không cho là đúng. Ở đây còn có 3 bữa ăn nữa mà, 5 lượng bạc cũng chẳng tính là đắt đâu. Thấy Trường Sinh kinh ngạc, Ni Thần Y lại nói, mà chủ quán trọ này là cư sĩ của Long Hồ Sơn, họ sẽ không lấy tiền của huynh đâu. Mà cho dù lấy cũng chẳng sao, ta sẽ trả cho huynh. Ni Thần Y nói xong liền tháo một túi vải nhỏ bên hông ra ném cho Trường Sinh. Số đậu vàng này hẳn là 50-60 lượng, huynh giữ lấy mà tiêu. Trường Sinh vội vàng đưa tay ra đón, nhưng ngay lập tức vội vàng trả lại. Không cần đâu, ta vẫn còn bạc mà. Ni Thần Y mấy lần đưa đẩy nhưng Trường Sinh nhất quyết là không nhận. À đúng rồi, muội đã làm những cái việc đã hứa với cả Long Hồ Sơn chưa? Trường Sinh hỏi. Ni Thần Y thuận miệng mà nói, vải vóc gạo thóc đã sớm gửi đi rồi, bạc cũng đã gửi lại rồi. Có Ni Thần Y ở đây thì Trường Sinh tự nhiên không dám tắm, rửa mặt xong liền đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhà muội rốt cuộc là làm cái gì, tại sao lại giàu có như vậy? Ni Thần Y vừa nhặt vừa chọn mấy loại trái cây bày trên bàn. À mà này, 50 lượng vàng là 500 lượng bạc đó, muội cứ như vậy mà mang theo bên mình một cách tùy tiện như vậy sao? Trường Sinh tò mò hỏi, nhà muội rốt cuộc là có bao nhiêu tiền chứ? Huynh đang hỏi thật à? Ni Thần Y úp úp mờ mờ. Ừ. Trường Sinh cũng không che giấu sự thật rằng mình chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Thật ra ta cũng chẳng biết nữa, Ni Thần Y cười mà nói. Nhưng mà có một câu thành ngữ gọi là giàu có địch quốc, nhà ta hẳn là tình huống như vậy.
Nhà muội giàu có như vậy, triều đình và quan phủ không đến bóc lột các người sao? Trường Sinh nhỏ giọng mà hỏi. Không cần bọn họ bóc lột, mà chúng ta mỗi năm đều tự nộp mà. Ni thần y nói. Không chỉ nộp cho triều đình thôi đâu, mà 6 bộ 9 ti mỗi năm đều lấy bạc của nhà ta cả. Mà mấy hôm trước Thân Châu nổi loạn, binh bộ xuất binh dẹp loạn, còn mượn nhà ta 3 vạn quân lương đấy. Sao? Thân Châu nổi loạn ư? Trường Sinh cố ý mà hỏi. Ừ. Ni thần y gật đầu rồi nói. Mà huynh không nghe nói trên đường sao? Chuyện này ầm ĩ lắm đấy. Thứ sử Cam Châu bị tội, bị giam vào ngục, còn nữ quyến trong nhà bị đày vào giáo phường. Nhưng ai ngờ con gái của Triệu Thứ Sử đó có một người tình là tướng quân ở Thân Châu. Sau khi biết chuyện thì đã dẫn người giết vào Trường An trong đêm, xông vào Bình Khang Phường muốn cứu Triệu Tiểu Thư đó. Nhưng mà Triệu Tiểu Thư đó thì đã mất trong trắng rồi, không còn mặt mũi nào gặp người nữa nên đã tự sát. Mà huynh thử đoán xem, sau khi Triệu Tiểu Thư chết thì vị tướng quân đó đã làm gì chứ? Trường Sinh thì không trả lời. Ni thần y đang nói về Trần Lập Thu, chuyện này hắn đã tham gia từ đầu đến cuối nên là biết rõ hơn Ni thần y. Ni thần y tiếp tục nói. Người này đã phóng hỏa đốt Bình Khang Phường, hơn 1.000 người bên trong đều bị chôn cùng với cả Triệu Tiểu Thư đó. Sau đó người này lại xông vào các phủ quan, giết liên tiếp khoảng 7 người. Ngay cả chú của Hoàng thượng đương triều cũng bị hắn giết đó. Đầu còn bị chặt mang đi nữa. Kinh thật đó. Theo người ta đồn thổi thì rất có thể là 7 người này đều đã chạm vào Triệu Tiểu Thư. Vì vậy mà cái vị tướng quân đó mới ra tay tàn độc như vậy, báo thù cho người đã khuất. Trường Sinh vốn định hỏi hung thủ đã bị bắt chưa, nhưng lời đến miệng thì lại nuốt xuống. Trần Lập Thu chắc chắn đã toàn mạng trở về, nếu không triều đình đã không cần phái binh dẹp loạn như vậy. Ni thần y lúc này nhón một quả màu tím bỏ vào trong miệng. Trường Sinh này, nếu giả sử có một ngày nào đó ta cũng rơi vào hoàn cảnh giống như là Triệu Tiểu Thư, thì liệu rằng huynh có đến cứu ta không nhỉ? Thôi, muội đừng nói bậy nói bạ nữa. Trường Sinh lắc lắc đầu nói. Mà công nhận nhỉ, Triệu Tiểu Thư kia cũng thật là quá bất hạnh. Nhưng mà dù sao thì cũng có may mắn đấy chứ, lại có thể gặp được một nam tử nặng tình nặng nghĩa như vậy, vì báo thù cho nàng mà không tiếc trở thành kẻ thù của cả thiên hạ này, dù có chết thì cũng đáng. Ni thần y thở dài ngưỡng mộ. Trường Sinh thì không trả lời. Lời nói của Ni thần y khiến hắn nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Sau khi hoàn hồn, Trường Sinh hỏi, vậy Triệu Thứ Sử và phu nhân của ông ấy bây giờ thế nào rồi? Đã bị xử trảm từ lâu rồi, Ni thần y nói. Triệu phu nhân thì bị đày đến xưởng giặt đồ, biết tin Triệu Thứ Sử bị chém đầu, đêm đó cũng đã treo cổ tự tử rồi. Nghe vậy Trường Sinh im lặng thở dài. Ni thần y lại nói, mà nghe nói vị tướng quân đó họ Trần đó, ngày thường chắc là cũng là người tốt, để yểm trợ hắn ra khỏi thành, mà mấy hiệu úy đi cùng cũng đã chiến đấu đến chết, sống chết ngăn cản hàng trăm truy binh, cuối cùng đều tử trận ở ngoài thành Trường An đó. Có vẻ muội đã rất ngưỡng mộ hắn như vậy, tại sao còn cho binh bộ mượn tiền để mà đi vây quét hắn chứ? Trường Sinh nói. Ni thần y cười cười. Thật ra thì binh bộ muốn mượn 2 vạn lượng cơ, nhưng cha ta không muốn lắm. Ta lại nhân cơ hội xúi giục, cuối cùng là chỉ cho bọn họ có 3 vạn lượng. 3 vạn lượng có thể làm gì chứ? Chỉ đủ lương thực cho 3 vạn đại quân trong nửa tháng mà thôi. Ồ, Trường Sinh gật đầu. À đúng rồi, ta nghe nói ngày xảy ra chuyện thì còn có một nam tử bịt mặt đi cùng hắn nữa, khi mà rút lui thì cưỡi một con ngựa màu đen đó. Ni thần y nghiêng đầu nhìn Trường Sinh. Chuyện này liệu rằng có liên quan gì đến huynh không nhỉ? Ta nghi ngờ lắm. Này, sao muội lại nghi ngờ có liên quan đến ta chứ? Trường Sinh bình tĩnh hỏi ngược lại. Thì bởi vì huynh cũng có một con ngựa máu đen còn gì. Ni thần y nói đến đây thì lắc lắc đầu. Nhưng mà chẳng đúng nhỉ, không thể là huynh được. Có con ngựa máu đen của huynh thì vừa cai sữa, cũng không thể chở được người. Vừa dứt lời thì ngoài cửa liền có tiếng gõ cửa. Ni thần y bực bội hỏi, là ai vậy? Dạ, tiểu thư, là tôi đây, có người trả lời ngoài cửa. Người gõ cửa hẳn là người hầu của Ngê Phủ. Ni thần y thuận miệng hỏi ngược lại, có chuyện gì thế? À, tiểu thư à, dưới lầu có một đội quan binh, còn mang theo một phụ nữ trẻ. Nói là cái gì? Thấy người đến ấp a ấp úng, Ni thần y sốt ruột đứng dậy đi đến cửa mở cửa. Họ đến để làm gì?
Dạ, cái người phụ nữ đó nói rằng là mình bị làm nhục. Quan binh muốn tìm Tam Sinh đạo trưởng xuống lầu để mà đối chất đó ạ. Nghe thấy gia nhân báo cáo thì Ni Thần Y không tức giận mà còn cười. Ha ha ha, tốt cho huynh, Trường Sinh ạ, huynh giấu tài thật đó. Trường Sinh thì cũng cười. Hắn biết rằng Ni Thần Y chỉ đang trêu chọc hắn, sẽ không tin hắn làm ra cái chuyện như vậy đâu. Nào, chúng ta xuống xem thế nào. Người ta đã tìm đến tận cửa rồi, phải xuống xem chứ. Ni Thần Y bước ra khỏi cửa. Trường Sinh quay về phòng lấy túi của mình, sau đó cùng Ni Thần Y xuống lầu. Chủ quán là Lý Tông Nguyên ở Trường An cũng là nhân vật có tiếng tăm. Đội quan binh nể mặt ông ta cũng không ồn ào bên ngoài hay là trong đại sảnh, mà được Lý Nguyên Tông mời vào một căn phòng yên tĩnh ở sân sau. Người phụ nữ kia thì cũng ở trong phòng. Hai người Trường Sinh vừa mới xuống lầu thì người phục vụ trời bên cạnh đã lập tức dẫn đường trước, đưa hai người đến sân sau. Lúc này cửa phòng đang mở, bên trong có hơn 10 quan binh đeo đao, còn có một người phụ nữ đang khóc. Ni Thần Y bước vào trước. Chắc là do trước đó Lý Tông Nguyên đã nói với quan binh về thân phận của nàng, cho nên sau khi mà Ni Thần Y vào phòng thì một quan viên trẻ tuổi ngồi ở ghế khách và Lý Tông Nguyên ngồi ở ghế chủ đều đứng dậy. À, Nghe tiểu thư, vị này là Ôn Công Nghi, thiếu khanh của Đại Lý Tự. Lý Tông Nguyên giới thiệu trước. Nghe tiểu thư, thất lễ. Ôn Công Nghi chắp tay hành lễ với Ni Thần Y. Ôn đại nhân vẫn khỏe chứ? Ni Thần Y đáp lễ. Bởi vì không mặc đạo bào nên hành lễ theo kiểu người thường thôi. Mà đối với cả sự xuất hiện của Ôn Công Nghi thì Ni Thần Y có chút ngạc nhiên. Ôn đại nhân à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến ngài phải đích thân đến đây như vậy? À, là như thế này. Ôn Công Nghi chỉ tay về phía người phụ nữ đang ngồi ở cuối phòng. Cái người phụ nữ này trước đó đã bị sàm sỡ. Tam Sinh đạo trưởng có nhiều nghi vấn. Chúng tôi cũng biết là Tam Sinh đạo trưởng đây thì cũng là quan hệ đồng môn với cả tiểu thư. Mà Nghe đại nhân ngày thường cũng rất là quan tâm đến chúng tôi. Cả Đại Lý Tự này đều rất là cảm kích. Chúng tôi lần này tuyệt đối là không làm khó Tam Sinh đạo trưởng đâu. Chỉ cần hỏi rõ nguyên do rồi sẽ ngay lập tức quay về báo cáo. Ni Thần Y nói. Ôn đại nhân à, ngài là thiếu khanh của Đại Lý Tự, không phải là vụ án lớn thì không xử lý. Chúng ta đừng nói vòng vo với nhau nữa. Các người rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Nghe tiểu thư, tôi thực sự là vâng mệnh mà làm việc thôi. Mong tiểu thư thông cảm cho. Ôn Công Nghi có chút lúng túng. Thấy Ôn Công Nghi không nói thật, Ni Thần Y đi về phía người phụ nữ đang khóc. Người phụ nữ này khoảng 23-24 tuổi, dáng người yểu điệu. Tuy rằng tóc tai bù xù nhưng vẫn có thể thấy là người có nhan sắc. Ni Thần Y nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới. Một lát sau đột nhiên ra tay, tay phải đánh thẳng vào ngực của người phụ nữ. Không ai ngờ rằng Ni Thần Y lại đột nhiên ra tay như vậy. Người phụ nữ kia cũng là như vậy. Nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, nàng ta theo bản năng phản ứng vội vàng đưa tay ra đỡ lấy tay phải của Ni Thần Y. Hành động này của Ni Thần Y là để kiểm chứng suy đoán của mình. Thấy người phụ nữ này ra tay thì nàng cũng không tiếp tục tấn công nữa. Cái vị đại nhân này cho dù có cải trang đi nữa thì cũng nên thay đổi tất của quan sai mới đúng chứ nhỉ? Người phụ nữ biết mình đã bị bại lộ thân phận, im lặng cúi đầu nhìn xuống váy của mình. Ni Thần Y sau đó quay sang nhìn Ôn Công Nghi, nói: Ôn đại nhân à, nói thật đi, các người rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Đến lúc này thì Ôn Công Nghi chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nghe tiểu thư, người phụ nữ này bị làm nhục, chúng tôi cũng chỉ là vâng mệnh làm việc mà thôi. Thấy Ôn Công Nghi cho đến lúc này vẫn không nói thật, Ni Thần Y liền quay sang nhìn Trường Sinh. Này, huynh đã gây ra chuyện gì tay đình phải không? Đến cả Đại Lý Tự cũng phải kinh động. Chuyện gì là chuyện gì chứ? Ta vừa mới vào thành mà, Trường Sinh nói. Ni Thần Y nhíu mày suy nghĩ, một lát sau thì chợt hiểu ra. Ta biết rồi, nhất định là con ngựa đen của huynh gây họa rồi. Nói xong quay đầu nhìn Ôn Công Nghi. Ôn đại nhân à, các người có phải đang nghi ngờ hắn chính là hung thủ giết Hồng Quận Vương và những người khác hay không? Ôn Công Nghi có vẻ mặt lúng túng không nói gì. Thấy Ôn Công Nghi ngầm thừa nhận, Ni Thần Y ngược lại rất là bình tĩnh. Chuyện này chắc chắn là không liên quan gì đến hắn đâu. Ta có thể đảm bảo cho hắn đó. Hơn nữa con ngựa đen quán vừa mới cai sữa, cũng không thể chở người được mà.
Ôn Công Nghi gật đầu lúng túng nhưng mà vẫn không nói gì. Ni Thần Y suy nghĩ một chút rồi lại nói: Mà các người đã tìm đến tận cửa như thế này, chắc hẳn đã có cách xác minh rồi. Vậy không ngại nói ra thử xem, các người muốn xác minh như thế nào? Ôn Công Nghi do dự nhưng mà cuối cùng thì vẫn nói: Chả là cái tên bịt mặt ngày hôm đó, sau khi mà cõng phản tặc trốn khỏi Trường An, thì đã bị mũi tên của Lưu Công Công bắn trúng vai trái. Nghe thấy lời của Ôn Công Nghi, Ni Thần Y liền quay sang nhìn Trường Sinh. Không cần nói gì, một ánh mắt hỏi thăm là đủ rồi. Mà Trường Sinh biết tại sao nàng lại nhìn mình, nhưng hắn có lòng tin, không hề hoảng hốt. Thấy Trường Sinh bình tĩnh như vậy, Ni Thần Y đã hiểu, tiến lại gần hắn nói nhỏ: Này, đại lý tự có một chủ quan là đại lý tự khanh, dưới chủ quan còn có hai phó chức nữa là đại lý tự thiểu khanh. Ôn đại nhân đích thân đến đây, đủ thấy chuyện này quan trọng lắm đó. Để tự mình chứng minh sự trong sạch thì huynh không ngại để cho họ đến kiểm tra vết thương được không? Ni Thần Y tuy nói nhỏ nhưng mà cũng chỉ là tượng trưng. Thực ra thì nàng biết mọi người có thể nghe thấy những gì nàng nói. Thấy nàng hiểu chuyện như vậy thì Ôn Công Nghi và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là thiên kim của thần tài, bọn họ thật sự là không dám đắc tội với nàng. Các vị à, ta là đạo sĩ của Long Hồ Sơn. Chỉ vì họ nghi ngờ ta, ta phải cởi áo để lộ ra thịt, chịu kiểm tra trước mặt mọi người như vậy. Nếu việc này truyền ra ngoài, ta mất danh dự không quan trọng, mà là mất uy danh của Long Hồ Sơn mới là chuyện lớn đó. Trường Sinh lạnh lùng nói. Thấy Trường Sinh từ chối cởi áo kiểm tra, Ôn Công Nghi và những người khác lập tức cảnh giác. Ni Thần Y cũng có chút lúng túng. Những gì mà Trường Sinh nói thì không phải là không có lý. Nếu nàng không bảo vệ Trường Sinh thì bản thân cũng cảm thấy mất mặt. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Ni Thần Y nói với cả Ôn Công Nghi: Ôn đại nhân à, ta và Trường Sinh ngày đêm ở chung, rất hiểu tính tình của hắn. Làm phiền Ôn đại nhân tấu trình lên trên, nói rằng ta nguyện ý đảm bảo cho hắn. Nếu như có vấn đề gì, các ngươi có thể đến Nghê Phủ truy cứu trách nhiệm cũng được. Nghe thấy lời của Ni Thần Y, Ôn Công Nghi lộ vẻ khó xử, đồng thời trong lòng nghi ngờ lại tăng thêm vài phần. Thấy Ôn Công Nghi không bày tỏ thái độ, Ni Thần Y lại nói: Ôn đại nhân à, ta và Trường Sinh không chỉ có quan hệ đồng môn thôi đâu. Lời của Ni Thần Y đã nói đến mức này rồi, Ôn Công Nghi cũng chẳng phải kẻ ngốc, không thể nể mặt nữa thì ta là đắc tội với người ta. Nhưng hắn cũng không dám tự ý quyết định, chỉ có thể dùng kế hoãn binh. Thì cũng chẳng biết làm cách nào khác nữa. Nghe tiểu thư là người như thế nào chứ? Tiểu thư đã nói đồng ý bảo lãnh cho hắn, thì chúng tôi xin phép đi trước, trở về tấu trình xin chỉ thị rồi tính sau vậy. Đa tạ. Ni Thần Y chắp tay cảm ơn. Sau đó thì Ôn Công Nghi thở dài, ra hiệu với Lý Tông Nguyên ở bên cạnh, sau đó bước về phía cửa. Ngay khi mà Ôn Công Nghi đi đến bên cạnh Trường Sinh và liếc nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, thì Trường Sinh đột nhiên lên tiếng: Khoan đã. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, Ôn Công Nghi nhíu mày dừng lại. Các quan binh đang chuẩn bị rời đi cũng dừng lại quay đầu nhìn. Thôi được rồi, vì mọi người không còn ép buộc ta nữa, thì ta cũng sẽ không làm khó mọi người. Trường Sinh nói đến đây nhìn về phía của Lý Tông Nguyên. Lý cư sĩ, xin hãy làm phiền ông làm chứng. Ngày sau khi mà sư thúc và những người khác đến, thì ông phải chứng minh rằng ta không phải là bị ép cởi áo, làm nhục sư môn, mà là tự nguyện cởi trần để mà chứng minh tự sự trong sạch của mình. Vâng, đạo trưởng từ bi mà. Lý Tông Nguyên liên tục gật đầu. Trường Sinh liền đưa túi đồ mang theo cho Ni Thần Y, sau đó cởi bỏ cúc áo, cởi đạo bào ra. Này, chỉ cần để lộ vai trái là được rồi. Ni Thần Y cố gắng ngăn cản lại. Không sao, cứ để họ xem cho thật là kỹ. Trường Sinh lắc đầu nói. Dưới đạo bào còn có áo trong nữa, dưới áo trong còn có áo lót. Cởi từng cái ra một, để lộ toàn bộ phần trên của cơ thể. Thấy vai trái của Trường Sinh không có vết thương do tiên bắn, Ôn Công Nghi và những người khác đều rất là bất ngờ. Người phụ nữ là giả làm nạn nhân thì không cam lòng, tiến lên đưa tay sờ sờ vào lưng của Trường Sinh. Trường Sinh không để ý, nhưng mà Ni Thần Y thì rất là tức giận, liền kéo người phụ nữ đó ra. Con mụ này, ngươi là cái thá gì chứ? Đàn ông của ta mà ngươi cũng dám sờ sao?
Chức quan của người phụ nữ đó thì thấp hơn Ôn Công Nghi. Ngay đến cả Ôn Công Nghi thì cũng không dám đắc tội với Ni Thần Y. Nàng ta lại càng là không dám làm cản. Mặc dù là Ni Thần Y tức giận mắng mỏ, nhưng nàng ta cũng không dám phản bác lại, chỉ đứng sững sờ mặt đỏ bừng bừng. Thế nào, các ngươi xem đủ chưa? Ni Thần Y nhướng mày nhìn xung quanh. Làm phiền đạo trưởng rồi. Rất là xin lỗi đạo trưởng, rất xin lỗi. Ôn Công Nghi liên tục chắp tay cúi đầu xin lỗi. Ni Thần Y cũng không đáp lại, giúp Trường Sinh mặc áo vào. Trước mặt mọi người, Trường Sinh không muốn để cho Ni Thần Y giúp mình mặc quần áo, nhưng hắn cũng không tiện đẩy nàng ra. Nghĩ đến việc Ni Thần Y trước đó nói mình là đàn ông của nàng, thì không khỏi tim đập nhanh hơn, xấu hổ, bối rối nữa. Cảm ơn đạo trưởng đã rộng lượng, hạ quan còn có một chút việc muốn nhờ. Ôn Công Nghi cười cười mà nói. Đã là việc không tình nguyện rồi, vậy thì đừng mở miệng nữa. Ni Thần Y lúc này rất là bực bội nói. Trường Sinh đoán được đối phương muốn hỏi chuyện gì rồi, nhưng vẫn giả vờ tức giận. Thế nào, các ngươi còn muốn ta cởi cả quần nữa thì mới vừa lòng ư? Ấy chết, không dám không dám. Tam sinh đạo trưởng nói quá lời rồi. Ôn Công Nghi nhân cội mà nói. Trên người đạo trưởng quả thật là không có vết thương do tên bắn. Chuyện này hẳn là không liên quan đến đạo trưởng rồi. Nhưng mà xin hỏi đạo trưởng là 10 ngày trước ngày ở đâu vậy? Ở phủ của ta chứ ở đâu nữa? Sắc mặt của Ni Thần Y rất là khó coi. Ấy chết, Ngây tiểu thư lại nói đùa rồi. Tam sinh đạo trưởng vừa mới vào thành, 10 ngày trước làm sao có thể ở phủ của tiểu thư được chứ? Ôn Công Nghi cười khượng mà nói. Ngươi cũng biết là hắn vừa mới vào thành, lầu xanh thì bị đốt, quan viên thì bị hại, có liên quan gì đến hắn chứ? Ni Thần Y thật sự là tức giận. Mà sao ta cảm thấy các ngươi không phải đến vì hắn, mà là đến vì nhà họ Nghe chúng ta nhỉ? Ấy chết, Nghe tiểu thư bớt giận đi. Chúng tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi. Ôn Công Nghi phất tay với cả các quan binh, ra hiệu cho mọi người lui ra, sau đó chắp tay nói với cả Ni Thần Y. Hạ quan đang làm nhiệm vụ, có nhiều mạo phạm, ngày khác nhất định sẽ đến phủ nhận lỗi. Cái việc Trường Sinh cởi đạo bào trước mặt mọi người để mà bị kiểm tra thì đã khiến cho Ni Thần Y rất là tức giận. Đường đường là thiếu khanh của đại lý tự, là quan tứ phẩm, nói gì mà nhận lỗi chứ? Nhà họ Nghe chúng ta thì chẳng dám nhận đâu. Ôn Công Nghi biết là Ni Thần Y đang chế giễu mình, nhưng quả thật nhà họ Nghe giàu có địch quốc. Nghe Trác tuy là thương nhân nhưng mà được phong tước quốc công nhị phẩm. Hắn thật sự là không dám đắc tội, chỉ có thể liên tục xin lỗi, lúng túng và rồi lui ra. Họ cũng đâu phải làm cối làm khó ta đâu, không cần phải oán hận họ làm gì cả. Trường Sinh nói với cả Ni Thần Y. Huynh thật là rộng lượng nhỉ. Ni Thần Y cũng bực bội. Nếu ta bị người ta ép cởi quần áo, huynh có tức giận không chứ? Không phải họ ép ta, hơn nữa ta là con trai mà, sao có thể so sánh được chứ? Trường Sinh lắc đầu nói. Vậy cũng chẳng được, tức chết ta đi mất thôi. Ni Thần Y thở hổn hển. Trường Sinh không biết nói gì. Lúc ở Long Hồ Sơn hắn chỉ thấy Ni Thần Y hào phóng, chứ chưa thấy cô nàng này tính tình làm càn như thế bao giờ. Lại nói thì Ôn Công Nghi và những người khác lúc này đã lui ra ngoài cửa. Bọn họ không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Sau khi ra khỏi cửa, liền lo lắng nói lời xin lỗi với hai người, thành khẩn xin lỗi. Thấy thời cơ đã chín muồi, Trường Sinh bèn giơ tay chỉ về phía nam. Thôi được rồi, ta không làm khó các người nữa. 10 ngày trước ta ở Nghĩa Trang cách đây khoảng 300 dặm. Cũng bởi vì Nghĩa Trang đó có lệ quỷ quấy phá, nên ta đã ở trong Nghĩa Trang đó mấy ngày, lập đàm làm phép trừ tà đó. Không đợi cho Trường Sinh nói xong, Ni Thần Y đã cắt ngang lời của hắn. Này, đừng có nói cho họ biết. Manh mối quan trọng thì đã nói ra rồi, Ni Thần Y không cho hắn nói nữa thì hắn cũng không nói nữa. Về phần Ôn Công Nghi và những người khác thì buồn bã rút lui. Sau khi rời khỏi tầm mắt của Trường Sinh, Ôn Công Nghi lập tức hạ lệnh. Lập tức phái người đến Nghĩa Trang xác minh thật giả. Dạ, đại nhân, phái ai đi ạ? Người phụ nữ hỏi. Để Quan Âm đi đi, ngựa của nàng ta nhanh nhất. Ôn Công Nghi và những người khác đã đánh giá thấp tu vi linh khí của Trường Sinh. Những lời của bọn họ nói Trường Sinh nghe rất là rõ. Quan Âm ở trong miệng hai người thì chính là Ni Cô dư nhất. Đối với cả Ni Cô trẻ tuổi này hắn có chút kiêng dè, bởi vì người này rất là gan dạ và tỉ mỉ. Trước đó ở ngoài thành đã bắt đầu nghi ngờ hắn rồi. Nhưng sự việc đã đến nước này rồi, lo lắng cũng là vô ích.
những chi tiết hắn có thể nghĩ đến đều đã xử lý. Nếu Dư Nhất thật sự phát hiện ra manh mối, vậy thì cũng chỉ có thể coi là ý trời mà thôi. Về phần Ni Thần Y thì vẫn còn rất là tức giận. Nhớ đó, nhớ mặt tao đó. Từ nay về sau, đại lý tự đừng hòng lấy được một đồng cắc bạc nào của nhà họ Nghê nữa. Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến quán trọ Bảo Thanh, nhưng dù sao cũng đã xảy ra trong quán trọ. Lý Tông Nguyên vẫn cảm thấy có lỗi, tự trách mình liên tục xin lỗi. Ni Thần Y tuy rằng kiêu ngạo, nhưng mà không giống như là những tiểu thư nhà quan khác ngang ngược. Nàng cũng rất là biết chuyện này không liên quan gì đến quán trọ Bảo Thanh, liền xua tay nói với cả Lý Tông Nguyên. Lý cư sĩ nói quá lời rồi, chuyện này không liên quan gì đến ông cả. Trước đây nhiều lần sai người hầu đến hỏi thăm, thật ra ta đã làm phiền ông thì mới đúng đó. Lý Tông Nguyên vội vàng nói, Nghe tiểu thư khách sáo quá rồi, tại hạ là cư sĩ của Long Hồ Sơn, mà tiểu thư và Tam Sinh đạo trưởng đây đều là pháp sư của Long Hồ Sơn, có thể làm chút việc cho hai người là vinh hạnh của tại hạ mà. Lại nói thì mọi việc đều có hai mặt lợi và hại. Để cho đại lý tự làm như vậy thì Trường Sinh ngược lại có cớ để mà trì hoãn. Sau khi mà hai người chào hỏi xã giao, hắn liền nói với cả Ni Thần Y. Này Ni Thần Y, hiện tại ta đang gặp rắc rối với cả quan phủ, lúc này đến thăm nhà muội thì không thích hợp cho lắm. Muội hãy về nói với cả lệnh tôn một tiếng, trước khi mà thi đấu ta nhất định sẽ đến bái phòng. Ni Thần Y không cho là vậy. Chẳng có gì là không thích hợp cả. Đừng nói là cái chuyện không phải do huynh làm, mà kể cả là có như thế nữa thì nhà họ Nghê cũng có thể bảo vệ huynh chu toàn. Thấy hai người nói chuyện riêng tư, Lý Tông Nguyên biết ý lui ra, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại cho hai người. Đợi cho Lý Tông Nguyên đi khỏi, Ni Thần Y bèn ghé sát tai Trường Sinh hỏi nhỏ. Này, huynh nói thật với ta đi, chuyện này có liên quan gì đến huynh không vậy? Trường Sinh có chút bất ngờ. Này, sao muội lại hỏi ta như vậy? Ni Thần Y không trả lời, mà vén cổ áo Trường Sinh ra, ghé sát vào người người. Này, muội làm gì thế? Trường Sinh nghiêng người né tránh. Thì trên người huynh có mùi thảo dược thoang thoảng, nếu ta không ngửi nhầm thì hẳn là mùi của cây hổ trượng mà. Ni Thần Y cười mà nói. Mà ta nhớ không nhầm thì hổ trượng này có tác dụng là lợi tiểu tiêu vàng da, hoạt huyết hóa ứ, đắp ngoài da có thể làm mờ sẹo. Trường Sinh còn nhỏ tuổi, chưa thể che giấu cảm xúc thật trên mặt. Những lời này của Ni Thần Y khiến hắn nhíu mày lại. Lúc ở Long Hồ Sơn, Ni Thần Y đã nói nàng cũng thích y thuật, hơn nữa còn mượn cớ đến hỏi hắn vài lần. Lúc đó hắn còn tưởng là Ni Thần Y chỉ là miệng nói có nhưng lòng nghĩ không, nhưng không ngờ rằng Ni Thần Y cũng có chút hiểu biết về y thuật như vậy. Ni Thần Y đắc ý cười cười mà nói, huynh có thể trong đêm mưa gió thiếu thuốc men mà chữa khỏi độc xác chết của Tam Bộc Tử thì đủ thấy là y thuật của huynh đã rất là cao siêu rồi. Nên là cái vết thương do tên bắn thì làm sao mà còn làm khó được huynh chứ. Trường Sinh cười mà không nói. Quả thật Ni Thần Y rất là tinh ý. Trước đó chỉ dựa vào đôi tất mà người phụ nữ đó mang thì đã phát hiện ra người này chính là quan sai của đại lý tự giả mạo. Sau đó lại dựa vào mùi thảo dược để phán đoán hắn đã từng bị thương cũng là điều hợp lý. Ni Thần Y lại nói, nếu như ta đoán không nhầm thì huynh đã ở nghĩa trang đó cũng đã có sắp xếp chu toàn rồi. Thôi thôi thôi, trên đời này làm gì có chuyện vạn toàn chứ. Trường Sinh thở dài lắc đầu mà nói, ta thì lại rất là vui đó. Ni Thần Y nói. Trường Sinh quay đầu nhìn Ni Thần Y không hiểu. Ni Thần Y nói tiếp, thì vừa rồi huynh luôn cố ý đánh lạc hướng bọn họ, nhưng mà không hề nói dối ta. Trường Sinh cười khổ lắc đầu. Ờ thì muội rất là thông minh. Chẳng phải nên như vậy sao? Ta là con gái của Nghệ Trác cơ mà. Ni Thần Y không hề che giấu sự ngưỡng mộ đối với cả cha của mình. Trường Sinh thì có vẻ mặt lo lắng. Ni Thần Y thấy vậy liền an ủi. Thôi, không sao đâu mà, huynh đừng lo lắng nữa. Huynh chưa ăn cơm phải không? Đi, ta dẫn huynh đi ăn cơm. Trường Sinh tâm trạng bồn chồn, không có khẩu vị, nhưng hắn thật sự là cũng hơi đói, liền theo Ni Thần Y rời khỏi quán trọ đi ra đường. Thực ra thì quán trọ Bảo Thanh cũng có thể ăn cơm, nhưng mà Ni Thần Y nhất định phải dẫn hắn đến Yến Bân Lầu. Khách theo ý chủ, Ni Thần Y muốn đi, hắn cũng chỉ có thể đi theo mà thôi. Hai người đi phía trước, phía sau có mấy gia đình dắt ngựa đi theo. Trường Sinh cảm thấy không thoải mái, liền khuyên Ni Thần Y bảo bọn họ quay về trước đi.
Nhưng Ni Thần Y lại nói là những người này đều là vệ sĩ do cha nàng phái cho nàng. Hiện tại trong thành Trường An rồng rắn lẫn lộn, cha nàng sợ có người giang hồ liều lĩnh bắt cóc nàng. Nếu không có vệ sĩ đi theo, cha nàng không cho nàng ra ngoài. Lúc ở Long Hồ Sơn thì Trường Sinh chưa cảm thấy Ni Thần Y có gì đặc biệt. Đến Trường An rồi thì mới phát hiện ra giữa hai người có khoảng cách rất là lớn. Cha của Ni Thần Y thì không chỉ là người giàu nhất Trường An, mà còn là người giàu nhất Đại Đường. Thân phận của Ni Thần Y cực kỳ là cao quý. Mà dường như là đoán được suy nghĩ trong lòng Trường Sinh, Ni Thần Y thuận miệng mà nói: "Huynh đừng lo lắng nữa mà. Cho dù bọn họ có điều tra ra được gì thì cũng không làm gì được huynh đâu mà lo." Trường Sinh trầm giọng mà nói: "Tâm ý của muội ta hiểu mà. Nhưng chuyện này thì liên quan đến Vương Công Đại Thần, muội tốt nhất đừng gây ra đại họa gì cho nhà họ Nghê đó." Ni Thần Y bĩu môi khinh thường: "Vương Công Đại Thần thì sao chứ? Chắc là huynh cũng đã nghe nói, nhất là Vô Tình Đế Vương gia. Đừng nói là chỉ là chú ruột, mà cho dù là anh em ruột thịt, vì quyền lực và tiền bạc cũng sẽ tàn sát lẫn nhau thôi." Trường Sinh biết Ni Thần Y đang ám chỉ Thái Tông Hoàng Đế. Trên đường phố người qua lại đông đúc, lo lắng nàng nói bậy bạ gây họa, liền vội vàng nhíu mày ngăn cản: "Thôi, đừng nói linh ta linh tinh nữa." "Không sao đâu, càng đông người thì nói chuyện càng an toàn mà." Ni Thần Y vỗ vai Trường Sinh: "Huynh đừng lo lắng nữa, không có chuyện gì mà tiền bạc không giải quyết được đâu." Trường Sinh thì không có tiền, những điều mà Ni Thần Y nói thì hắn không có trải nghiệm thực tế, nhưng hắn cũng không hoàn toàn không tin. Bởi vì lúc mà tuyển chọn ở Long Hồ Sơn, hắn đã chứng kiến sức mạnh của tiền bạc. Ni Thần Y đã trực tiếp mua chuộc các đồng đạo của Long Hồ Sơn, không ai nỡ tranh giành suất đó với cả nàng nữa. Lại nói thì Trường Sinh rất là có hứng thú với cả quán ăn ven đường. Mì sợi, cháo chúa mạch, bánh nướng, thịt hấp. Bất kỳ một món nào ở quán nào hắn cũng có thể ăn no. Nhưng những món này thì không lọt vào mắt của Ni Thần Y. Nàng trực tiếp dẫn hắn đi về phía đông. Sau khi đi qua vài con phố, phía trước xuất hiện một đám người. Chính xác là một vòng tròn người, có đến hàng trăm người. Xem ra hẳn là đang xem náo nhiệt. Trường Sinh và Ni Thần Y đều không thích xem náo nhiệt. Nhưng mà đường phố ở Trường An rất là dài, đi được một nửa không thể quay đầu lại, nên chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Gần đến nơi thì mới phát hiện là có người đang đánh nhau, là hai người, một người là hòa thượng trung niên béo ú, còn người kia là một người thiếu niên quần áo rách rưới và víu khắp người khoảng 16-17. Hòa thượng trung niên này thì rất béo, giống hệt như là Di Lặc Phật ở trong truyền thuyết. Trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt to bằng quả trứng gà, tay cầm một cây thiền trượng dài khoảng 7 thước. Đúng là thân hình to lớn thì không uổng phí. Cây thiền trượng nặng nề dưới sức vung mạnh mẽ của ông ta tạo nên một tiếng gió rít, khí thế cực kỳ kinh người. Về phần thiếu niên ăn mặc rách rưới thì gầy gò, cao hơn Trường Sinh một chút. Trên người không mang theo binh khí, tay không đối địch. Mặc dù vóc dáng hai bên chênh lệch rất là lớn, nhưng mà vị tăng nhân trung niên kia lại là người bị động chịu đòn. Người thiếu niên khinh công hơn người, phản ứng nhanh nhẹn. Thiền trượng vung loạn xạ của vị tăng nhân thậm chí còn không chạm được vào vạt áo của hắn nữa. Mỗi lần đều bị hắn né tránh và nhân cơ hội phản công. Tuy nhiên mặc dù người thiếu niên dường như là chiếm thế thượng phong, nhưng mà những cú đấm và đá quán thì không thể làm tổn hại được đến vị hòa thượng béo. Công phu luyện tập của vị hòa thượng béo quả thực rất là tốt. Bất kể là người thiếu niên tấn công vào bộ phận nào cũng không thể làm tổn thương được ông ta. Đường phố lúc này thì bị người xem vây kín lại, nên là hai người Trường Sinh không thể đi qua, chỉ có thể tạm thời dừng lại đứng xem mà thôi. Hòa thượng béo và người thiếu niên chỉ im lặng đánh nhau, không hề la hét chửi bới. Trường Sinh có hỏi qua người qua đường thì mới biết được là nguyên nhân hai người đánh nhau. Nguyên nhân đơn giản không thể đơn giản hơn được, là thiếu niên mua một bát cháo lúa mạch ở quán ven đường. Hòa thượng béo đi ngang qua va vào hắn, bát cháo rơi xuống đất. Người thiếu niên yêu cầu hòa thượng bồi thường. Hòa thượng chỉ nói mình là người xuất gia, trên người làm gì có tiền. Hòa thượng không bồi thường nên là người thiếu niên liền không cho ông ta đi. Hòa thượng và người thiếu niên này không nói gì, không biết là họ người ở đâu. Trường Sinh lại hỏi người qua đường, người qua đường lắc đầu, chỉ nói trước đây là chưa từng gặp hai người này. Trường Sinh cũng chỉ là gần đây tình cảnh mới tốt hơn một chút,
Hắn hiểu rõ sự vất vả và bất lực của người nghèo. Quần áo của người thiếu niên va víu khắp nơi như vậy, trên mặt cũng xanh xao, đủ thấy hắn rất là nghèo túng. Hòa thượng lại làm đổ bát cháo của hắn, có thể là hắn không có tiền để mà mua bát thứ hai nữa. Lúc này thì cái người thanh niên thấy mình liên tục ra tay nhưng mà hòa thượng béo không hề ấn gì, thì có chút sốt ruột, vừa di chuyển xung quanh vừa nhìn như là muốn tìm vật dụng thích hợp thì phải. Không chỉ hắn sốt ruột mà hòa thượng béo cũng sốt ruột. Nhân lúc người thanh niên đang nhìn xung quanh thì liền xông lên. Cũng vì đã đến gần nên là thiền trượng không thể vung lên được nữa. Nhưng ai ngờ ông ta vẫn còn chiêu sau, liền hất áo cà sa cong lưng ruột đầu. Xem đây, thiết đầu công. Thi đấu võ công thì tối kỵ là phân tâm. Người thiếu niên thì đã phân tâm, lần này không kịp né tránh, bị cái đầu chọc của hòa thượng béo đập trúng ngực, lập tức khóe miệng chảy máu, loạng choạng lùi về phía sau. Thấy thiếu niên bị thương, hòa thượng béo không hề dừng lại mà còn phấn khích vỗ vỗ đầu chọc của mình, sau đó sải bước lao tới muốn ra đòn tiếp. Trường Sinh thì vốn rất thông cảm cho người thiếu niên không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, nhưng trước mặt mọi người hắn cũng không tiện ra tay. Đang lo lắng cho người thiếu niên thì lại phát hiện thiếu niên quay đầu nhìn về phía một tiệm rèn ở phía bắc. Thời gian này thì triều đình kiểm soát áo giáp rất là nghiêm mật. Tàng trữ một bộ áo giáp thì sẽ bị chém đầu, mà tàng trữ 5 bộ trở lên thì sẽ bị tru di tam tộc. Ngược lại việc kiểm soát binh khí thì không nghiêm ngặt như vậy. Hầu hết là các tiệm rèn đều có bán binh khí, nhưng mà tiệm rèn này thì không phải là nơi rèn binh khí mà là rèn các loại đồ dùng sinh hoạt. Trường Sinh nhìn thấy cái bô lớn của thợ rèn thì người thiếu niên cũng nhìn thấy, liền vội vàng chạy vào, nắm lấy cái búa rồi quay người chạy ra. Lúc này thì hòa thượng béo vừa chạy đến cửa, đang phấn khích hét lên thiết đầu thì chưa kịp nói hết câu, cái búa đã đập trúng đỉnh đầu của lão ta. Vị tăng nhân trung niên kia cũng thật là lợi hại, tuy rằng là có choáng váng nhưng mà không hề ngất xỉu, lại hét lên vận khí. Xem đây, thiết. Và chưa kịp để cho ông ta hét xong thì người thiếu niên lại đập thêm một búa nữa. Lần này thì có hiệu quả, hòa thượng béo ngã xuống đất làm bụi bay mù mịt. Thắng bại đã phân định rồi, mọi người vây xem hò reo, vỗ tay khen ngợi. Hò reo thì không phải là hy vọng thiếu niên thắng, mà chỉ cảm thấy hai người đánh nhau rất là vui mắt. Thiếu niên cũng chẳng nói gì, trả lại búa sắt, sau đó quay lại đường phố lục soát người của hòa thượng béo. Một lúc sau thì tìm thấy một túi tiền dưới áo cà sa của ông ta, mở dây ra đổ thì bên trong lại có không ít vàng bạc. Thấy hòa thượng mang theo nhiều vàng bạc như vậy, mọi người vây xem đều la ó, xì xào bàn tán. Vốn rằng là hòa thượng là người xuất gia, người đời thường đánh giá cao người xuất gia, rất là tôn trọng và ngưỡng mộ, thậm chí là có người gặp còn cúi đầu lạy lục. Nhưng đã là người xuất gia, khi mà được người đời tôn trọng và ngưỡng mộ thì phải tuân thủ quy tắc của người xuất gia. Không thể vừa ngồi trên bàn thờ, vừa hưởng hương khói, là còn vừa chạy ra ngoài ăn chơi đản điếm được. Người đời thì không ghét người xuất gia, họ ghét những người xuất gia không tuân thủ quy tắc thôi. Sự tôn trọng của họ đối với cả người xuất gia phần lớn là do người xuất gia không tranh giành tiền bạc và phụ nữ với họ. Đối với cả những người không gây ra mối đe dọa cho mình thì người đời không ngại bố thí và cúng dường cho họ. Và hòa thượng béo thì tự nhiên là cũng biết điều này. Đó cũng chính là lý do vì sao mà ông ta khăng khăng nói mình không có tiền. Nếu không có ai xung quanh thì rất có thể ông ta đã bồi thường bát cháo cho người thiếu niên rồi. Về phần cái người thiếu niên thì không lấy túi tiền của hòa thượng mà chỉ lấy ra 2 đồng tiền, sau đó bỏ lại hòa thượng ôm ngược đi về phía đông. Cái cú húc mạnh của hòa thượng béo trước đó có thể đã làm tổn thương nội tạng của hắn. Đi được vài bước thì ho ra máu. Mà công nhận rằng người thiếu niên này cũng khá cứng rắn, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, cố gắng lê bước về phía đông. Đang lúc mà Trường Sinh lo lắng cho người thiếu niên đó thì đột nhiên phát hiện Ni Thần Y đang dùng tay chạm vào hắn. Cúi đầu nhìn xuống thì trong tay Ni Thần Y đang cầm mấy hạt đậu vàng. Ni Thần Y đưa hạt đậu vàng cho Trường Sinh, lại hất hàm về phía người thiếu niên, ý bảo là hắn đưa vàng cho người thiếu niên đó. Trường Sinh nhíu mày nhìn Ni Thần Y. Ni Thần Y rất thông minh, quan sát thấy hắn có lòng thương xót đối với cả người thiếu niên đó nên mới lấy tiền ra. Mà nàng lại không tự mình đưa tặng mà giao choán để hắn đưa. Điều này không chỉ là tấm lòng và cách nhìn, mà còn là giáo dưỡng của tiểu thư khuê các, là luôn giữ gìn thể diện cho đàn ông trước mặt người ngoài. Này, đưa ra nhìn ta làm gì? Ni Thần Y cười mà hỏi. Trường Sinh không trả lời, nhìn hạt đậu vàng trong tay rồi lại nhìn người thiếu niên đang lê bước về phía đông.
mà chưa kịp để cho hắn tiến lên đưa tiền thì người thiếu niên đã không thể chống đỡ nổi nữa, ngất xỉu ngã xuống đất. Trường Sinh thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ và kiểm tra, thì lại phát hiện vết thương của người thiếu niên không hề nghiêm trọng, nhưng mà tỳ vị hư nhược, khí huyết suy yếu. Điều này cho thấy rằng hắn đã lâu rồi không được ăn gì. Trong lúc mà Trường Sinh kiểm tra vết thương của người thiếu niên, thì Ni Thần Y vẫy tay gọi người hầu phía sau lại, chỉ vào người thiếu niên mà nói: "Này, giờ ngươi đưa hắn đến quán trọ Bảo Thanh, nói là do Tam Sinh đạo trưởng cứu ở trên đường, bảo họ chăm sóc cho tử tế vào." Một người trong số đó gật đầu đồng ý, cúi người cõng người thiếu niên lên. Trường Sinh thấy vậy vội vàng nhét hạt đậu vàng trong tay cho người hộ vệ: "Này, ngươi đưa cho cả Lý trưởng quầy nữa." Người kia cung kính đáp một lời, sau đó cõng người thiếu niên đi về phía tây. "Này, Ni Thần Y, hay là chúng ta đừng đi nữa, ta muốn ăn bánh thịt kia kìa." Trường Sinh chỉ vào quán ven đường. "Ờ, cũng được thôi, nghe theo lời huynh đó." Ni Thần Y gật đầu. Thức ăn ở quán ven đường đều có sẵn, ngồi xuống là có thể ăn ngay. Bánh thịt và cháo lúa mạch rất là hợp khẩu vị với Trường Sinh. Thực ra bất kể thức ăn gì hắn cũng ăn được, vì hắn không kén ăn mà. Ni Thần Y thì không ăn bánh thịt đó, chỉ gọi một bát cháo lúa mạch ăn cùng với cả Trường Sinh. "Này, huynh kể cho ta nghe đi." Ni Thần Y nói nhỏ. Trường Sinh nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi: "Nói gì cơ?" "Thì đó, cái chuyện mấy hôm trước ấy." Ni Thần Y nói. "Nói gì bây giờ, trong khi muội đều đoán được cả rồi." Trường Sinh cúi đầu ăn cháo. "Nhưng mà sao huynh lại quen biết bọn họ chứ?" Ni Thần Y hỏi. "Muội có biết vị tướng quân họ Trần kia là ai không?" Trường Sinh thuận miệng mà nói. "Hắn chính là tam sư huynh của ta đó." "Sao? Huynh còn có sư huynh ư?" Ni Thần Y khá bất ngờ. Trường Sinh gật đầu. "Có chứ. Sư phụ lúc mà còn sống đã nhận tất cả là 5 đệ tử. Hắn chính là lão tam, còn ta là lão ngũ." Ni Thần Y thì rất tò mò về chuyện này, liên tục hỏi. Trường Sinh bất đắc dĩ chỉ có thể tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện cho Ni Thần Y. Sau khi mà nghe Trường Sinh kể xong, Ni Thần Y cũng rất là buồn bã. "Này, tam tẩu của huynh đúng là một người phụ nữ có khí tiết nhỉ. Tam sư huynh của huynh cũng là một người đàn ông có khí phách lắm đấy." "Đàn ông tốt thì có ích lợi gì chứ? Các ngươi còn cho triều đình mượn tiền để mà đánh hắn cơ mà." Trường Sinh thuận miệng mà nói. "Thì cũng đâu cho mượn nhiều lắm đâu, không mua được bao nhiêu lương thực đâu." Ni Thần Y nói. "Ta cũng chẳng hiểu, triều đình không phải rất giàu hay sao? Sao lại còn mượn tiền của các người chứ?" Trường Sinh hỏi. Ni Thần Y vừa dùng thìa khuấy cháo vừa nói: "Đấy là huynh không biết đó thôi. Từ sau loạn An Sử, đại đường đã bị tổn thương nguyên khí rồi. Cuộc nổi loạn của Hoàng Sào không lâu trước đó thì càng khiến cho đại đường vốn đã nguy ngập càng thêm khó khăn. Triều đình bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi. Quyền lực thực tế thì là do hoạn quan nắm giữ, binh quyền nằm ở trong tay các tiết độ sứ. Nói chung là trong ngoài đều loạn, triều đình bây giờ như là đèn treo trước gió mà thôi." "Vậy thì cái vị hoàng đế này cũng thật là đáng thương nhỉ?" Trường Sinh vừa nhai bánh thịt vừa nói. Ni Thần Y không tiếp lời Trường Sinh mà lại kéo câu chuyện trở lại. "Mà này, cái chuyện này ấy, huynh làm đúng rồi đó. Sau này nếu có rắc rối gì, ta sẽ giúp huynh giải quyết hết." "Ta thì không lo lắng cho mình, ta chỉ sợ là sự việc bại lộ sẽ lưu lụy đến Long Hổ Sơn mà thôi." Trường Sinh nói. "Ta nợ Long Hổ Sơn một ân tình lớn chưa trả được, không thể gây phiền phức cho sư môn được." "Yên tâm đi, điều này sẽ không thể xảy ra được đâu." Ni Thần Y lắc đầu mà nói. "Mối quan hệ giữa Long Hổ Sơn và triều đình thì rất là tốt mà. Hơn nữa còn có nhà họ Nghe chúng ta nữa. Huynh yên tâm đi, chuyện này sẽ không có rắc rối gì lớn đâu. Chỉ là đáng tiếc cho tam sư huynh của huynh, đã gây ra sai lầm lớn, khó mà quay đầu trở lại được nữa." Nghe thấy lời của Ni Thần Y, Trường Sinh mất hết khẩu vị, chẳng muốn ăn nữa. "Mà này, liệu có thể tìm một người nào đó thuyết phục triều đình tìm cách chiêu an huynh ấy được không nhỉ? Huynh ấy thì không thật sự muốn tạo phản đâu, chỉ là muốn tìm một con đường sống cho huynh đệ dưới trướng mà thôi." "Hoàng thượng sẽ không thể tha thứ cho hắn được đâu." Ni Thần Y nói. "Mà cho dù hoàng thượng thật sự là có ý đó thì cũng không dám tha thứ cho hắn đâu.
Không phải là hoàng thượng mà không quan tâm đến Hồng Quận Vương, mà là bị sợ dư luận đó. Vừa mới giết Hồng Quận Vương xong, sau đó hoàng thượng lại chiêu an hắn, hoàng thượng còn không bị người đời mắng chết hay sao chứ? Nghe vậy, Trường Sinh đặt bát cháo xuống thở dài. Ni Thần Y thấy vậy cũng thở dài theo. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Sư phụ của huynh là người tốt, đồ đệ thu nhận cũng đều là người tốt, như là tam sư huynh của huynh vậy. Người đàn ông nặng tình nặng nghĩa như vậy thì người phụ nữ nào gặp được hắn cũng đều là phúc lớn cả. Đúng là như vậy đó. Mà tam sư huynh của ta tốt hơn ta nhiều, tướng mạo cũng anh tuấn hơn ta nữa, Trường Sinh nói. Mà đúng rồi, huynh ấy cũng trạc tuổi muội đó. Này, ý của huynh là muốn nói gì chứ? Ni Thần Y nhíu mày nhìn hắn. Thì tam sư huynh của ta ấy thật sự là tốt hơn ta mà. Tuổi tác của hai người cũng sấp xỉ nhau. Nếu muội muốn quen biết hắn, yên tâm đi, ta giới thiệu cho, Trường Sinh nói. Này, huynh đang đùa với ta hay đang nói thật đó? Ni Thần Y nhíu mày lại. Ta không đùa với muội đâu, ta vẫn còn nhỏ mà, không hiểu những thứ này đâu. Muội là người tốt như vậy, hơn nữa muội cũng nói rồi, tam sư huynh của ta là một người đàn ông nặng tình nặng nghĩa. Hay là thế này đi, muội làm tam tẩu của ta đi, được không? Trường Sinh nói. Nghe thấy lời của Trường Sinh, Ni Thần Y tức giận ném thìa xuống. Này, huynh điên à? Huynh nói cái gì thế? Thấy Ni Thần Y tức giận đến mặt mày tái mét, Trường Sinh không dám nói tiếp nữa. Mà không đúng, nhất định là có chỗ không đúng rồi. Ni Thần Y tức giận lắc đầu. Huynh nói thật với ta đi, có phải huynh đã có người mình thích rồi không hả? Cái đó thì không phải. Không phải đâu, Trường Sinh liên tục xua tay. Ta chỉ cảm thấy tam sư huynh của ta rất là tốt, và muội cũng rất là tốt nữa, tuổi tác cũng... Không đợi Trường Sinh nói hết, Ni Thần Y đã cắt ngang lời của hắn. Thật sự là không có ư? Thật sự không có mà, Trường Sinh lắc đầu mà nói. Chuyện mất đầu ta không thể dám lừa dối muội được đâu, chuyện này lại càng không lừa muội. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, Ni Thần Y mới nguôi giận một chút. Lại thấy khuôn mặt hơi non nớt của Trường Sinh đầy vẻ sợ hãi, trong lòng mềm nhũn, liền đưa tay lau đi hạt cơm dính ở trên khóe miệng của hắn. Sau này ấy, đừng có nói bệnh nói bạ nữa. Ta đối với cả tam sư huynh của huynh chỉ là kính trọng, chẳng có ý gì khác đâu. Trường Sinh gật đầu. Thôi được rồi, đừng ăn nữa, để ta dẫn huynh đến Yên Bân Lầu mở mang tầm mắt một chuyến. Ni Thần Y đứng dậy. Nhưng mà ta đã no rồi. Trường Sinh bưng bát cháo lên uống hết chỗ cháo còn lại. Hay là đợi trụ trì sư bá bọn họ đến rồi chúng ta cùng nhau đi. Ni Thần Y nhíu mày do dự không trả lời ngay. Vậy đi, hay là muội dẫn ta đi dạo một vòng trước có được không ạ? Trường Sinh đề nghị. Ni Thần Y gật đầu đồng ý. Thấy nàng muốn lấy túi tiền, Trường Sinh vội vàng lấy tiền đồng ra trả trước. Ni Thần Y cũng đã lâu rồi không về Trường An, nhưng nàng là người lớn lên ở Trường An, mấy năm nay Trường An cũng không có gì thay đổi lớn. Ni Thần Y đi trước chỉ dẫn giới thiệu. Nào thì nàng chỉ là những người đàn ông lực lưỡng đang bốc dỡ gạo từ xe ngựa trước cửa kia đều là nhân viên của xưởng rượu, còn sân bên trong chính là xưởng rượu. Còn cái nơi phát ra tiếng động ầm ầm kia là xưởng ép dầu. Tiếng ầm ầm là tiếng búa đập vào bánh dầu. Hiện tại chỉ có thể ép dầu từ mè và đậu. Dầu mè và là loại dầu tốt nhất, rất là đắt, chỉ có nhà quan mới có thể ăn được. Còn dầu đậu cũng không rẻ, chỉ có những gia đình giàu có mới ăn được. Đa số người dân và nông dân ngoài thành chỉ có thể ăn mỡ động vật mà thôi. Còn cái sân mà phơi những cái tấm vải màu sắc sặc sỡ khác nhau kia chính là xưởng nhuộm vải. Vải nhuộm thì đắt hơn nhiều so với cả vải thô màu trắng xám thông thường. Những tòa nhà gỗ nằm ở sân sau của các phủ đệ thì đa số đều là lầu thêu của các tiểu thư khuê các. Con gái nhà giàu ngày thường thì không ra ngoài nhiều, có thể từ lầu thêu mà nhìn xuống cảnh vật xung quanh và mọi người qua đường. Rồi còn có cái ngôi nhà có mùi thơm tỏa ra kia là nơi bán phấn son. Phấn son thì rất đắt, là món quà tốt để mà tặng phụ nữ. Ngoài phấn son thì ở đó còn có bán hương liệu. Bốn loại hương liệu nổi tiếng là trầm, đàn, long xạ đều được sản xuất ở Trung Nguyên. Trầm hương thì được sản xuất ở An Nam phía Nam, còn đàn hương thì lấy loại sản xuất ở Thiên Trúc là tốt nhất. Long diên hương là do thương nhân Tây Vực mang đến,
còn xạ hương thì được sản xuất ở An Đông, Đô Hộ Phủ ở phía Đông Bắc. Ngoài ra còn có những ngôi nhà lớn treo biển tên, trên đó thì viết chức quan nào thì đó chính là quan viên đương nhiệm của triều đình. Trên biển tên thì viết Triệu Phủ, Tiền Phủ, Tôn Phủ, vân vân, là quan viên đã từ chức hoặc là thương nhân giàu có. Cứ như vậy mà Ni Thần Y dẫn Trường Sinh đi từ phía Tây Thành đến phía Đông Thành. Đến phía Đông Thành, Trường Sinh không còn chú đến những gì mà Ni Thần Y nói nữa, bởi vì hắn phát hiện nơi này cách căn nhà hoang mà Trần Lập Thu tạm thời cất giữ thi thể của Triệu Tiểu Thư không xa lắm. Hắn biết là Trần Lập Thu đã trở về Thân Châu, nhưng mà hắn không chắc là Trần Lập Thu ngày đó có mang theo thi thể của Triệu Tiểu Thư hay không. Phát hiện ra Trường Sinh đang mất tập trung, Ni Thần Y thuận miệng hỏi lý do. Trường Sinh cũng không giấu giếm, nói tóm tắt cho nàng. Sau khi nghe được Trường Sinh kể xong, Ni Thần Y nhíu mày lại, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy chúng ta qua đó thử xem, nếu không thì trong lòng huynh sẽ luôn canh cánh." "Từ từ đã, nếu chẳng may có quan sai phục kích ở gần đó thì sao?" Trường Sinh lo lắng nói. "Yên tâm đi, hẳn là không đâu." Ni Thần Y nói. "Tam sư huynh của huynh muốn mang thi thể cô gái đó về, chỉ có thể hành động lặng lẽ. Một khi mà kinh động đến quan binh, hắn nhất định không thể mang theo thi thể rút lui an toàn được. Mà hắn đã trốn thoát khỏi Trường An rồi, chứng tỏ là không ai biết hắn đã quay lại sau khi mà trốn thoát đâu." Trường Sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy những gì mà Ni Thần Y nói là có lý, nhưng mà phía sau còn có mấy hộ vệ đi theo từ xa nữa. Thấy Trường Sinh quay đầu lại, Ni Thần Y hiểu ý, bảo mấy người họ cứ về phủ trước đi. Mấy người được lệnh bảo vệ Ni Thần Y, làm sao dám bỏ Ni Thần Y mà về trước. Ni Thần Y bất đắc dĩ, chỉ đành bảo bọn họ đến quán trọ Bảo Thanh chờ trước. Về phủ thì bọn họ không dám, nhưng đến quán trọ Bảo Thanh chờ thì bọn họ dám. Dù sao thì người trong phủ cũng không biết bọn họ đã từng rời khỏi Ni Thần Y. Sau khi mà đuổi những người hộ vệ kia đi rồi, Trường Sinh bèn dẫn Ni Thần Y cẩn thận tìm đến căn nhà hoang đó. Nhưng hắn không vào trong, chỉ là đi chậm qua phía sau nhà. Đã hơn nửa tháng trôi qua rồi, nếu thi thể còn ở đó thì nhất định sẽ có mùi hôi thối. Hắn vốn không muốn vào, nhưng mà cuối cùng vẫn phải vào, bởi vì hắn thật sự là ngửi thấy cái mùi lạ. Do đã là mùa thu đông, nhiệt độ khá thấp, mùi không quá nồng. Hai người cùng nhau đi vào. Khi mà nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Trường Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thi thể của Triệu cô nương đã được mang đi. Sợi dây mà Trần Lập Thu dùng để trói thi thể cũng chẳng còn. Thứ còn lại ở trong phòng chỉ là 7 cái đầu lâu đã đen và thối rữa. Ni Thần Y từng thấy cảnh tượng như vậy, liền bịt miệng mũi quay người bỏ chạy ra ngoài. Trường Sinh theo phía sau, thuận tay đóng cửa lại. Ni Thần Y lại không hề nôn mửa, tuy nhiên thần sắc cũng rất khó coi, dựa vào tường thở hổn hển. Nhìn xung quanh không có ai, hai người nhanh chóng rời đi. Đến nơi an toàn rồi, Ni Thần Y mới nói nhỏ: "Này, nói ra huynh đừng hiểu nhầm. Ta thật sự rất khâm phục tam sư huynh của huynh đó. Nếu có cơ hội gặp được, ta nhất định sẽ mời hắn một ly đó." "Ờ, được mà." Trường Sinh gật đầu. "Mà này, trước đó huynh có nói sư huynh đệ của huynh tổng cộng có 5 người, vậy 3 người còn lại là người như thế nào?" Ni Thần Y hỏi. "Thì đại sư huynh là người thẳng tính, nhị sư huynh thì trầm ổn hơn, còn lão tứ là nữ." Trường Sinh thuận miệng mà nói. "Là nữ?" Ni Thần Y nhíu mày hỏi lại. "Mà trông như thế nào chứ?" "Theo ta đánh giá thì khá xinh đẹp đó." Trường Sinh nói thật. "Nhưng mà tỷ ấy thì không nói nhiều, ta cũng không hay nói chuyện với cả tỷ ấy đâu." Ni Thần Y bán tín bán nghi, nghiêng đầu nhìn Trường Sinh. Mãi cho đến khi mà Trường Sinh không kiên nhẫn liếc nhìn nàng một cái thì mới thôi nghi ngờ, yên tâm hơn. Lúc mà nói chuyện thì hai người đã trở lại đường chính. Thấy phía trước có một tòa nhà 7 tầng nguy nga tráng lệ, Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến Thái Bình khách sạn ở trong truyền thuyết cũng có 7 tầng. Đến gần nhìn thì hóa ra thật sự là Thái Bình khách sạn. "Này, muội biết bao nhiêu về khách điếm này?" Trường Sinh hỏi nhỏ. "Chắc là không ít đâu." Ni Thần Y cười mà nói. Trường Sinh không hiểu quay đầu nhìn nàng. Ni Thần Y cười mà không nói gì. "Không lẽ khách điếm này là do nhà muội mở?" Trường Sinh kinh ngạc. Ni Thần Y bèn gật đầu. "Nhưng mà người ngoài không biết đâu, ngay cả mấy vị trưởng quầy ở đây cũng không biết đâu." "Nhưng mà ta nghe nói đại trưởng quầy ở đây là một nữ thủ thần bí mà." Trường Sinh nói. Ni Thần Y nhỏ giọng mà nói.
thì đó tất nhiên là di mẫu của ta rồi. Vậy cha của muội có mấy vợ? Trường Sinh tò mò hỏi. Ba vợ bốn thiếp, nhưng chỉ có mình ta là con thôi. Ni Thần Y nói. Ta nghe cha ta nói sở dĩ có ta là nhờ lão thiên sư cầu phúc làm phép cho mẹ ta thì mới có thai đó. Hóa ra đó là lý do mà phụ thân muội gửi muội đến Long Hồ Sơn làm đạo sĩ. Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Ni Thần Y lắc đầu mà nói. Cũng chẳng hoàn toàn vì thế đâu. Mấy năm trước triều đình tình hình rất là ổn. Phụ thân của ta thì gửi ta đến Long Hồ Sơn cũng để tránh họa mà thôi. Trường Sinh gật đầu. Sau đó Ni Thần Y chỉ tay về hướng đông nam. Mà này, nơi này cách nhà của ta không xa lắm. Hay là chúng ta đến thăm phụ thân ta đi? Thôi 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 thôi, Trường Sinh liên tục lắc đầu. Đi thôi, chúng ta đi về. Trường Sinh không đi, Ni Thần Y cũng không ép, đi theo hắn về hướng tây. Này, ta cũng không biết là huynh đang nghĩ cái điều gì nữa. Nếu huynh có điều gì đó lo lắng thì không cần thiết đâu. Sau này huynh đi đâu, ta sẽ theo đó. Nếu như là sau này có con cái thì chúng sẽ theo họ của huynh. Ni Thần Y nói rất thẳng thắn khiến cho Trường Sinh đỏ mặt tía tai, vội vàng xua tay mà nói. Thôi, bớt bớt nói điều đó đi. Ta còn không biết mình họ gì nữa cơ mà. Không được, chuyện này thì ta phải nói rõ với cả huynh chứ. Ni Thần Y nói. Huynh đừng nghe lời đồn đại của kẻ tầm thường. Nói rằng là ở rể thì sống cảnh ngộ bi thảm, chịu kỳ thị và bài xích. Cái chuyện như vậy chỉ xảy ra trong giới bình dân mà thôi. Tuyệt đối không xảy ra trong giới quý tộc được giáo dục đâu. Ta biết mà. Trường Sinh gật đầu nói. Đức là gốc, tài là ngọn. Muốn cầu tài, trước tiên phải tu đức. Nhà họ Nghê của các ngươi thì có thể giàu có nhất thiên hạ, ắt hẳn là người có đức rồi. Đúng là đức không xứng với cả vị trí, ắt phải có tai ương. Nếu các ngươi là kẻ vô đức thì cũng không gánh nổi phú quý giàu có thiên hạ này đâu. Những lời này của Trường Sinh thì đã chạm đến tâm can của Ni Thần Y. Này, ngày sau gặp phụ thân của ta ấy, thì huynh hãy nói nhiều lời tương tự vào, không cần phải định bợ, mà là ai cũng thích nghe những lời hay ý đẹp đâu. Trường Sinh liếc nhìn Ni Thần Y, bất đắc dĩ thở dài. Có những lời mà huynh có thể là không thích nghe. Ni Thần Y nói, cổ nhân có câu, kho lẫm đầy đủ mới biết lễ nghĩa. Trong giới quý tộc có thể là không toàn là người tốt, nhưng mà trong giới bình dân thì kẻ xấu còn nhiều hơn đó. Trường Sinh cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ nói. Thì nói thật thì ta không biết giới quý tộc như thế nào. Nhưng ta cảm thấy rằng chắc là có lẽ họ cũng sẽ không muốn đánh chết ta, không muốn ăn thịt bò của ta đâu. Ni Thần Y không giấu được niềm vui sướng. Tuy rằng huynh xuất thân nghèo khó nhưng mà không hận người giàu. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà tỉnh táo công bằng. Ta càng ngày càng thích huynh đó. Thôi 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 thôi, ngươi đừng khen ta nữa. Trường Sinh rất là bất đắc dĩ. Ta càng ngày càng cảm thấy sợ muội đó. Sợ á? Huynh sợ ta điều gì chứ? Ngây Thần Y cười hỏi. Thì thật sự đừng ép ta nữa mà. Bây giờ ta không còn tâm trí nào để mà luyện võ nữa. Trường Sinh buồn bã mà lắc đầu. Thôi được rồi. Ni Thần Y gật đầu. Có lẽ ta cũng hơi nóng vội. Sau này bất kể chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với cả huynh trước. Xin ý kiến của huynh, tuyệt đối không tự ý quyết định nữa, được chưa? Trường Sinh không biết trả lời làm sao, chỉ có thể gật đầu. Hai người cứ như vậy mà đi hướng về phía tây, đi gần nửa canh giờ cuối cùng cũng trở lại khách sạn Bảo Thanh.